Đối với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua thì con số ca mắc mới vẫn dao động trong khoảng từ 5.000 cho tới hơn 7.000 ca và tỷ lệ tử vong cũng đã giảm dần theo thời gian. Đây là một tín hiệu vui nhưng mà vẫn chưa đủ bền vững để chúng ta có thể quay lại trạng thái bình thường mới ở thành phố này. Vì lẽ đó cho nên vào ngày 14 tháng 9, lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã xin ý kiến và được Thủ tướng thống nhất về việc sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 2 tuần nữa theo tinh thần của chỉ thị 16. Theo đó, các địa phương kiểm soát được dịch bệnh có thể từng bước nới lỏng. Tuy nhiên, thì việc nới lỏng cần phải thực hiện theo nguyên tắc an toàn là trên hết. Những nơi mà chưa đạt được các tiêu chí đề ra cần tiếp tục phấn đấu. Các địa phương đủ điều kiện để nới lỏng sẽ chủ động thực hiện theo thẩm quyền. Cấp quận, cấp huyện, thành phố Thủ Đức là nơi mà ra quyết định nới lỏng giãn cách. Hiện tại thì thành phố có thể chia các địa phương làm 3 nhóm khi đối chiếu với các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, bao gồm có nhóm 1, địa phương cơ bản có khả năng đạt được các tiêu chí. Nhóm 2, các địa phương gần đạt tiêu chí. Nhóm 3, các địa phương cần nỗ lực phấn đấu thêm thời gian.